game thì vẫn vào được, nhưng mà để nó hoạt động trơn tru và đảm bảo nhất thì mình vẫn sẽ tiến hành copy crack vào cho nó. Ở đây mình sẽ vào lại cái file game nhá, echo này, mình sẽ mở cái file crack lên xem nào. Vậy mình copy, sẽ copy cái phần engineer ở đây, copy lại rồi mình quay lại file game vào phần echo và mình sẽ dán cái file engineer ra. Rồi mình chọn cái phần đó là replay file in your destination, dán đè lên đó. Ok, bây giờ vào game chắc chắn là game sẽ mượt ở mọi góc cạnh, mọi khía cạnh luôn. Nào, mình sẽ vào lại game lần nữa. Ultra Ultra chính là hãng đã sản xuất ra cái game Echo này. Lối chơi cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ sáng tạo. Cái what the fuck gì đấy. Rồi. À đây à. Ồ, chờ đấy. Mình sẽ vào phần setting trước nhá. Ở đây difficult mình sẽ để là easy. Game mode để normal. Ờ, đại khái là vậy đi. Return. Mình sẽ vào tiếp đó là audio và vis. Ở đây thì resolution mình để ra 440x900 nha các bạn. Cái khác thì mình bật ultra. Subtitles, âm thanh, âm lượng. Return. Đây là vào phần new game này các bạn. Nãy thì mình cũng đã thử tải game rồi, thử cài game rồi và chơi qua một chút rồi. Và thực sự là cái game này nó ngốn hơi nhiều thời gian của mình. Thực sự như vậy, riêng cái khoản đầu game thôi, mình phải lang thang khắp nơi trong game. Bây giờ mình sẽ vào tiếp cho các bạn coi, cũng như là tua qua đi cái phần đầu nó cực kỳ dài luôn, cực kỳ lan man, cực kỳ nhảm nhí. Mình có thể nói nó đến chữ nhảm nhí luôn. Đây. Mình sẽ bắt đầu tiếp tục ở đây. Ben, I thought I lost you. Massive power surge. 600 km nữa bên dưới đất. Thank you. The gravity cloud nearly tore me apart. She's waking up. More like malfunctioning. If those reaction vanes cross. Wait, what's that? Something's wrong with your HUD. I think it's the cube telling me where to go. It happened when I put it on my back. Function. Likely. The suit is hard coded and all blocks capped to the minimum. No room for. À quên, mình đang bị bật hot cây. Xin lỗi các bạn nhé. Any home? Có ở nhà không? Lang thang những đâu đây nhỉ? Nãy mình đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ để lang thang trong cái tòa nhà đấy các bạn. Sáu trăm km dưới đất nữa. Làm thế nào để đi xuống dưới nhỉ? Đây có một cái thang máy nào ở đây chứ? Không hề có dấu hiệu nào nó sẽ gợi ý cho mình. Thực sự khó chịu cái game này ở cái đoạn đó. Mình sẽ lại tiếp tục lang thang. Trong mấu chốt của cái đường đi nó sẽ nằm ở đâu nhỉ? Game này chúng ta sẽ vào vai nhân vật đó là Ian, nhân vật chúng ta đang điều khiển đây, một nhân vật nữ. Cô này sẽ vào cái trạm không gian này. Trạm không gian này có tên là Place. Để tìm một người bạn cô ta mà mang anh ta từ có chết. What the fuck? Really? Shit. Không phải cánh cổng này. Mật yeah, xuống trạm không gian Place, đem một người bạn cô ta trở về từ cõi chết. Và hành trình khám phá này sẽ kéo khá là dài. Có lẽ là đây rồi, chính là cánh cổng ở đây.
Vậy. Trong đây thì trong lúc chúng ta khám phá cái trạm không gian play này thì chúng ta sẽ gặp phải những bản sao. Và điều đặc biệt ở game đấu cái game này đó là những bản sao này được thiết kế rất đặc biệt. Nó có khả năng sao chép mọi hành động của chúng ta để dùng những hành động của chúng ta chống lại chính chúng ta. À, đó là một cái có thể nói là điểm sáng tạo cực kỳ cao của cái tựa game này. Ví dụ bạn lấy súng, bạn bắn một con AI nào đó để tiêu diệt nó, thì ngay lập tức những con AI khác sẽ học theo cách cầm súng nó của bạn và sẽ sử dụng súng để bắn bạn. Cái gì đó đây? Đúng này. Đây rồi. Game này mình ấn tượng ở cái đó là lối thiết kế cực kỳ cổ kính của nó, đậm chất châu Âu cổ đại, nhưng mà vẫn không hề thiếu đi cái sự hiện đại khi mà có sự hiện diện của nhân vật chính của chúng ta điều khiển, đúng không nào? Đầy tính viễn tưởng, đầy tính cổ đại, rất tuyệt vời. What the fuck? I don't know what sort of holographic phenomenon that was, but it was extremely compatible with the dual retention system in the suit. Lại gặp một cái nữa này. Game này đầu game vào các bạn phải hơi kiên nhẫn một tí nhá. Không là lại toang như mình nhá. Mình mất hơn nửa tiếng đồng hồ, đúng nửa tiếng đồng hồ luôn để lang thang mới đến được đây ấy. Lang thang trong bóng tối này và toàn nghe nhân vật làm nhảm cái thứ hết sức là liên thuyên và đi bộ kiểu này, thực sự rất là lâu. Rất là kiên nhẫn thì mới có thể đó là đến được cái bước này ấy. Có chuông vát. Đến ba cái cổng ở đây, nhưng mà theo hướng dẫn là cánh cổng này sẽ dẫn tới cái điểm đến 130 mét được các bạn. Đấy, được cú rồi. Đấy. Đây rồi. Bắt đầu đây. The palace system's shut down, but it's still charging. Màn đêm được bật lên. Trong game này là có hai chế độ, đó là chế độ ban ngày và chế độ ban đêm nha các bạn. Trong ban ngày ấy, thì mọi hành động của bạn sẽ bị copy bởi AI. Mà trong ban đêm thì sẽ không bị như vậy. Đây rồi. Cái điều mà mình mong chờ có thể nói là cả gần một tiếng đồng hồ đó chính là những cái đèn này được bật lên để mình có thể ngắm được kỹ càng cái khu nhà này. Rất là đẹp đúng không các bạn? Rất là chất luôn. Sự phong cách thiết kế trông rất công phu và tỉ mỉ. Cũng may là suốt nửa tiếng đồng hồ mình chạy trong đêm tối thì cái âm nhạc của nó không quá kinh dị. Đây, màn đêm lại được bật lên. Đó là thể hiện nó hai cái chế độ chơi trong cái game này, ngày và đêm. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa, đó là trong ban ngày thì mọi hành động của bạn sẽ bị AI copy lại và để đối phó với chính bạn luôn. Còn ban đêm thì không sao cả, AI vẫn sẽ tìm và giết bạn nhưng mà nó không có khả năng sao chép những cái hành động của bạn nữa. Rất là đẹp đúng không nào các bạn? Trần rất cao, phong cách châu Âu đầy cổ kính. Xuất hiện của một nhân vật cái gì đấy, cái lưng tự động nó đỏ lên. Lại chạy mấy trăm mét nữa. Đây, lại bật đêm lên rồi. What the flowers? They weren't here before. What the flower? Mình cứ tưởng what the fuck. Thôi rồi, nói chung đó là một chút về gameplay của tựa game này thôi. Các bạn đi sâu vào trong nữa thì các bạn sẽ gặp những con AI đó và các bạn sẽ phải tiêu diệt nó để có thể đi đến cuối của hành trình như thế nào. Chứ mình bây giờ nếu mà mình đi tiếp thì mình không biết là bao giờ mình mới gặp được mấy con AI đó, bởi vì mình mất nửa tiếng đồng hồ chạy trong bóng đêm rồi, cái game này rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ kết thúc cái video ở đây thôi. Và lời cuối cùng của mình luôn là chúc các bạn download game và collect game thành công cũng như là chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.